Lai xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay thăm bảy chồn đó cô chú anh chị, mà bữa nay đi cúng bảy chứ không có thăm. Mới vô cái đầu tiên, nãy Lai giới thiệu rồi mà vô Lai thăm cái đầu tiên mất nữa cô chú anh chị. Mà biết nghĩ cực thiệt chứ, lấy cái bẫy của Lai rồi kiếm nát cái chơi luôn, mà cái gừng lớn khổng lồ vậy không biết sao mà nghĩ sao mà nói nổi luôn cái ông này thiệt. Lấy gọn cái thôi đi, còn đi kiếm nữa, mà Lai đã có một cái quái gì đặt hết nhiều cái chắc mất hết cô chú anh chị. Thì trước khi xem đồ nghề cho Lai xin nói lời cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đồng hành cùng Lai trong suốt thời gian qua. Lai chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều lắm cô chú anh chị. Thì bữa nay Lai đi cuốn bảy chứ còn Lai không có đi đặt thêm cô chú anh chị. Bên đây thì chỉ đựng cơm với chú lưới đó. Còn có dính em chồn không? Còn cái vỏ sách này á, thì nãy Lai vô cuốn hai hết hai cái rồi cô chú anh chị. Cái đầu tiên mất rồi, rồi Lai cuốn cái hai cái kế còn. Nhờ hai cái kế còn thì ở trong đây Lai có đặt cái này cô chú anh chị đó, trong cái ra miếng gừng này nè. Như vậy Lai đặt một cái bẫy rồi đó. Thì phát hiện của Lai rồi là thế thể là miếng gừng này lục banh luôn của chú anh chị, chứ không phải chuyện chơi đâu. Ghê chưa? Thì cho Lai xin mời cô chú anh chị và các bạn trải nghiệm cùng Lai chuyến cuốn bẫy hôm nay xem như thế nào cô chú anh chị. Tiến hành thăm cái bẫy đầu tiên của chú anh chị. Trước khi thăm cái bẫy đầu tiên á, cho Lai xin chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc nha. Bữa nay Lai sẽ cuốn hết cô chú anh chị ơi. Thua rồi. Luồng bẫy gì mà thất không? Rồi dính sập dính gì ta? Trời ơi, dính sóc hàng cung nghìn cái bẫy giật mình cô chú anh chị. Làm bẫy cung nghìn vậy. Mất một cây bẫy dính được em sóc. Con này mới vô nè cô chú anh chị. Chú chuối mới cắn luôn. Chú chuối mới cắn luôn. Nè mới cắn cái sọc luôn á. Mới vô cái sọc luôn. Cuốn vừa rồi. Hy vọng cái này có con chồn cuối cùng gỡ gạt đồ mấy chuyến trước cô chú anh chị. Gỡ gạt mấy cái bẫy của Lai á. Chứ còn gỡ gạt lời thì thua rồi. Dính còn chừng ký tư ký gửi thì gỡ gạt mấy cái bẫy của Lai được. Khu rừng đẹp ghê của chú anh chị. Đừng nói lớn, nói lớn người ta vô là thăm trước mình nha cô chú anh chị. mất bẫy chứ mình cũng vui cô chú anh chị. Bởi vì Lai á, bởi vì anh em nó khi người ta không có nó lấy mình một hai cái mà nhiều người lấy chứ phải một người cô chú anh chị. Không sao. Nhưng mà cái này dắt chưa hơi mệt đuối 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 người ta lấy bẫy cái hơi buồn xì xì cái mặt một chút. Ở đây Lai con cái nè. Xị xị cái mặt ra chút xíu của chú anh chị chứ không xị nhiều. Thôi nhăn nhăn. Cái này sập không? Sập. Cú vớt cái bẫy này coi. Cú vớt cái bẫy cái coi. Trời ơi không sập luôn của chú anh chị ơi. Cái bẫy này là im hết biết luôn của chú anh chị. Không phải chuyện chơi đâu. Chú còn nguyên luôn. Coi nó bọng nè. Ghê không? Chắc chắn là trùng heo đi. Mà con cái khô quá của chú anh chị nó không còn ở đây nữa. Vì đặt cái này là sai lầm rồi. Đây lại có một cái cô chú anh chị. Hút em nở mặt nở mày lên coi. Không lẽ thất gì mà thất hết cử này cử thứ tư này cô chú anh chị. Không có chuyện chơi đâu. Sập nữa cô chú anh chị ơi. Rồi làm sóc nữa rồi. Không tròn thì sóc. Gỡ gạt kêu mình gỡ mỏng manh đó cô chú anh chị. Gỡ mỏng manh kệ có sóc làm sóc. Chỗ im không cô chú anh chị. Lai đặt là chỗ này là đường mòn không mà làm như khô quá nó bỏ đi chứ phải chuyện chơi đâu. Ở đây là con cái của chú anh chị. Ở đây đừng nói bữa nay cuốn bẫy mà cũng không dính em nào nó thua luôn. Trời ơi không sập luôn của chú anh chị à. Thiệt mà không dính thiệt thì đừng nói cá lương hoài. Còn nguyên chuối luôn. Cái bẫy nó im như dây nè.
Ở đây lại có con cái nữa cô chú anh chị. Trời ơi, không sạp luôn kỳ trời. Ngủ vậy. Quẩy nó im. Thôi rồi còn nguyên của chú anh chị ơi. Hết biết rồi. Trồng đây làm như đi hết. Nó không còn ở. Ở thì dính rồi cô chú anh chị. Chết nữa. Đặt còn nguyên ngồi không à. Con gì vô ăn hết trơn chú luôn. Hừ ăn hai cái ruột còn cái vỏ không à. Lấy hết hai cái ruột ăn luôn. Ở đây là con cái nè. Sập cái coi lấy cho kẹo thơm được coi. Sập của chú chị ơi. Còn gì đây, còn gì đây, còn gì đây. Ê, ê, ê. Trời ơi, có vô rồi, vô rồi. Trời ơi, đầy bảy mấy, cái ngày cuốn bảy mới dính cô chú anh chị. Trời ơi, con này khủng quá khủng rồi. Con này ký mấy cô chú anh chị ơi. Quá đã rồi, cắn bứt lò xo ra luôn. Bứt cái rồi. Trời ơi, con này dữ lắm rồi cô chú anh chị. Gỡ được mấy cái bảy mắt. Cây bữa nay làm như cây mấy cử quên ta. Bốn cử dính được em rồi cô chú anh chị. Đã không? Gỡ được cái bảy mắt. Quá đã. Rồi lâu lâu có hàng xem xuống cô chú anh chị. Đi kiếm chỗ khác bắt cô chú anh chị. 11 mà qua năm sau lại còn quay trở lại lại đặt á. Bắt ở đây lộ à. Bắt đây cũng được nữa mà lại không có đem túi lưới vô mà đem ngoài lộ thì bắt lộ của chú anh chị, cuốn bảy cuốn chứ đem ngoài là bắt lộ liền á. Lại sẽ lấy vỏ sách vô rồi lại sẽ bỏ chồng lên sách đi luôn. Lại bắt em nó ra luôn cô chú anh chị để lại kiếm cái tay bưng lên chú chị ăn chút chút. Bữa nay là cử thứ tư rồi cô chú anh chị. Thôi giờ trời, đâu nó phải nói với bảy chồng có ai bảy lợi lại cô chú anh chị. Bốn cử mới dính được em. Đã không? Đó. Con cũng dữ nè. Nè. Con này dữ lắm nha cô chú anh chị. Phải chơi đâu. Đó. Đó. Trời ơi phá vô cùng. Phá vô cùng nha cô chú anh chị. Trời. Gỡ mấy cái bẫy bị mất này cũng được rồi. Con này ký mấy đó. Để lại bắt nó ra luôn. Ai bẫy chồng lại like cô chú anh chị. Cắn dọa kìa kì vậy. Ra trước kìa. Kiếm tay like cô chú vậy, kiếm tay like đó. À. Vô. Vô. Con này cũng khủng lắm chứ không phải chuyện chơi đâu, con này một ký mấy á. Thưa. Đã rồi. Nó qua đây. Qua đây nè. À. Chỗ này còn mà lai cuốn bảy của chú anh chị, bởi vì lai đặt thăm bốn cử thách thì lai cuốn hết trơn rồi. Lai kiếm địa hình khác để đặt. Kiếm tài lại đó, chơi đâu. Quá đã rồi em được ký máy. Có hàng khủng là sướng rồi cô chú anh chị. Hàng khủng là sướng rồi. Em này chắc từ có giá 1 ký 3 không? Ký 3, ký 4 gì vậy. Đừng cọc cả la của chú anh chị. Ôi dồi nó đã. Phải, phải, vô cùng trời. Phải vô cùng. Bỏ vô cái clip đôi chia sẻ của chú anh chị xem. Sướng chưa? Ở đây là con cái nữa của chú anh chị. Này tụi bảy cũng hơi lớn. Cái đặt của thù à. Trời ơi cái này. Cái gốc cây để đang thu tính đồn trồng nằm chổng trời. Ta để gốc cây ngoài này của chú anh chị. Đó. Bây giờ không sập luôn.
sóc này cũng khùng lắm rồi chú anh chị, chứ phải dễ dính nó đâu, khó ăn lắm, nó kêu gọi cho chứ không vô đó. Ở trong đây lại có một cái nữa cô chú anh chị. Thôi gọi cái bẫy này nó im hết biết mà không dính đâu cô chú anh chị ơi. Còn nguyên cái bẫy luôn. Chứ còn chuối không còn. Cái đường mòn ở đó đi qua kìa cô chú anh chị. Vậy mà không vô có đau chứ. Này vô dính cái bập liền. Chú mới chát luôn. Không có thấy còn gì lại móc chuối luôn mới ghê. Dính ếch khủng rồi cô chú anh chị. Chỗ cái ca nhạc lại rút ở đây nè. Rồi giờ coi bẫy chồng dính ếch. Biết mà. Cặp mấy suối đó. Ếch này cũng mà. Ếch nói nổi thiệt mà. Ở đây là con cái của chú anh chị. Chui vô lưới 40 này. Cái hàng gạo sập. Sập cái coi vớt em nữa cho sướng sướng rồi. Vớt em nữa cái em phải nói chứ. Ngon lành luôn rồi cô chú chị không chơi đâu. Thôi rồi rồi cái này không sập luôn nó chứ ghê chứ. Còn nguyên chú luôn. Thôi rồi cái bẫy đi cô chú chị. Coi cái đường mòn nó đi nè. Đi thẳng qua đây luôn. Đó. Đặt cái bẫy này không vô nè. Hết biết rồi mà. Quýnh toàn bẫy lớn không đó cô chú anh chị? Là quýnh bẫy lớn không? Cái này là cái cuối cùng của cô chú anh chị. Cái con gì thôi gọi lại móc chuối cái bẫy của lại. Bữa nay nó ngon lại móc nữa đi. Sập cái cây. Rồi nó móc nó kêu bằng bát luôn. Ê. Rồi, sao kỳ vậy ta? Ồ nó quá trời khát nước của chú vậy cho mát gì sao kỳ vậy nè. Một em nữa rồi. Lật cái bẫy luôn. Ê không phải của chú chị ơi, nó nằm ngủ. Trời ơi, nó nằm nó ngủ. Hết biết rồi. Nó ngủ của chú anh chị ơi. Nó ngủ mà la giật mình. Ôi ôi. Làm em nữa rồi. Em này khát nước của chú anh chị. Em la cũng hết nổi rồi. Em này ký ăn lên nữa rồi. Trời ơi, ông cắn không còn gì chơi. Bởi vì ông mới đuối nè. Cho em này cho uống nước mới bắt được của chú anh chị. Chứ không phải chuyện chơi đâu. Để là kiếm chỗ là cho uống nước của chú anh chị ơi. Quá đã rồi. Lại cuốn bẫy đã xong rồi cô chú anh chị. Thì bữa nay á thì thành quả thì cái ngày đi cuốn á thì lại được 2 em. Nhưng mà em chồng này bị yếu rồi cô chú anh chị, lại cho đổ nước nãy giờ nè. Đổ nước nè nó. Cho nó là nó tỉnh mà nó chưa tỉnh cô chú anh chị. Đây đem vô đây đổ nước đó. Cho nó khỏe lại. Con này từ giá 1,3 kg cô chú anh chị. Con này từ ký ba lên nữa mà lai không có cân con này cô chú anh chị. Bây giờ lai cân cái con kia dưới là bữa nay là dính được 2 em sóc dưới 1 con ếch. Thì sẵn đây lai móc cái cân vô luôn rồi cô chú anh chị. Cái mức cân của lai là 0,0 đây đó. Phải là 0,0 cô chú anh chị. Đây em chồng. Em này dữ lắm ha. Em này gần 1,6 kg cô chú anh chị. Thì lai trừ lai gần ký 6 mà lai trừ cho gần hai lạng đi là em này còn 1,4 kg với con đó em đó cô chú anh chị là 1,3 kg nữa đi là 2,7 kg chồng của chú anh chị. Em này đuối lắm rồi mà lai bắt cái túi lưới thì sợ em nó không ai của chú anh chị bắt buộc lai phải để trong đây mình biết mình săn sóc đó cho nó tỉnh.
tắm cho nó khỏe mà chú anh chị, tại vì nó khát nước á. Vũ tắm cho nó khỏe để vô vô trong cái bẫy luôn, coi gì cho nó dễ của chú anh chị, chứ mình bắt ra ngoài là thấy nguy hiểm lắm. Lai không bắt ra ngoài được thì Lai để trong cái bẫy luôn. Cuối clip này cho Lai xin chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thuận lợi trong công việc nha. Lai xin hẹn cả nhà clip tiếp theo. Lai xin mến chào tạm biệt cả nhà.